Kính chào quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của Báo Người Lao Động. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 5, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Sáng ngày 14 tháng 5, Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc gia quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và giải pháp nhằm góp phần triển khai nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Luật đất đai 2024. Giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá đúng những thành tựu cũng như hạn chế về quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất, phân tích, đánh giá đúng tình hình, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và những vấn đề đặt ra qua thực tiễn quản lý đất đai ở thành phố trong những năm vừa qua. Thứ hai, phân tích bối cảnh và yêu cầu mới đối với việc quản lý đất đai nói chung ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 18, Luật đất đai năm 2024. Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội. Thứ ba, đề xuất, kiến nghị quan điểm, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới. Theo Bộ Công an, những ngày vừa qua, nhiều trang thông tin mạo danh cổng thông tin điện tử của Bộ xuất hiện, đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lồng ghép quảng cáo các dịch vụ như tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ lấy lại tiền bị treo, thu hồi tiền lừa đảo với cam kết chỉ thu phí sau khi người dân đã lấy lại tiền lừa đảo. Đây là một trong những hành vi giả mạo nhằm tiếp cận những người từng bị lừa đảo, lợi dụng tâm lý tiếc tiền, muốn lấy lại những thứ đã mất của họ, từ đó tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo họ để chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng các nguồn thông tin không chính thức, mạo danh bộ, tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ lấy lại tiền bị treo, thu hồi tiền lừa đảo trên không gian mạng, không chuyển tiền cho những kẻ này để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ. Căn cứ nghị quyết 104 của Quốc hội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, sẽ bắt đầu thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết 27 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 12, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Tại phiên họp thứ 31 vào chiều ngày 15 tháng 3 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết sẽ có 3 mức điều chỉnh lương hưu từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 cho 3 nhóm đối tượng khi cải cách tiền lương. Nhóm đầu tiên là những người nghỉ hưu thông thường, mức tăng lương hưu của nhóm này sẽ được tính toán hợp lý giữa khu vực đang làm việc với người nghỉ hưu, hay qua giữa người cùng chức vụ trước và sau mùng 1 tháng 7 năm 2024. Nhóm thứ hai là những người nghỉ hưu trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024. Nhà nước cần áp dụng mức bù để giảm phần chênh lệch lương giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương. Nhóm thứ ba là những người nghỉ hưu trước năm 1995, Bộ trưởng cho biết sẽ có chính sách đặc biệt để đẩy lương hưu lên cao hơn nữa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14 tháng 5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 đến 50%. Từ ngày 16 tháng 5 nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kết thúc. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Giá vàng miếng trong nước sáng nay, 14 tháng 5, tiếp tục giảm mạnh theo đà rơi của giá vàng thế giới. Các doanh nghiệp giao dịch vàng SCC với giá cách biệt lớn. Lúc 9 giờ ngày 14 tháng 5, giá vàng miếng được công ty SCC niêm yết mua vào ở mức 86 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 89 triệu đồng mỗi lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm trước. Trong khi đó, công ty BNC bán ra vàng miếng SCC với giá 89,5 triệu đồng mỗi lượng, còn công ty Doji bán với giá chỉ 87,5 triệu đồng mỗi lượng. Thị trường tiếp tục ghi nhận tình trạng loạn giá vàng miếng khi các doanh nghiệp giao dịch với giá cách biệt lớn. Bên cạnh đó, chênh lệch giá mua, bán cũng được giãn rộng lên mức 3 triệu đồng mỗi lượng. Nếu như vàng miếng rớt giá mạnh thì vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại giảm giá với biên độ hẹp hơn. Hiện giá vàng vẫn được các doanh nghiệp niêm yết mua vào ở 74,6 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 76,5 triệu đồng mỗi lượng, giảm 100.000 đồng mỗi lượng so với hôm trước. Với mức giá trên, giá vàng vẫn thấp hơn vàng miếng SCC khoảng 11 đến 13 triệu đồng mỗi lượng. Quý vị đang nghe podcast 11 giờ 30 của Báo Người Lao Động. Sau đây là phần tin quốc tế. Ukraine cho biết họ đang chiến đấu với 30.000 binh sĩ Nga ở biên giới gần thành phố Kharkov, trong khi hàng ngàn dân thường buộc phải sơ tán do giao tranh ác liệt trong khu vực. Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NFDC) nói với ABC News ngày 13 tháng 5 rằng Nga đang sử dụng 30.000 trong số 50.000 binh sĩ được tập trung ở biên giới để tấn công, giữa lúc Điện Kremlin tiếp tục cuộc tấn công mới về phía Đông Bắc. Trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông đã cử quân tiếp viện tới khu vực trong bối cảnh Ukraine tiếp tục chống lại các đợt tấn công của Nga. Ông Zelensky nói rằng quân đội Ukraine đang được cung cấp tất cả hỏa lực và lực lượng cần thiết và kết quả của họ đang được cải thiện. Những ngày gần đây, khoảng 5.900 dân thường đã được sơ tán và tháo chạy về phía thành phố Kharkov do giao tranh, theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Quân sự khu vực Kharkov ngày 13 tháng 5, giới chức địa phương thông báo còn khoảng 200 người vẫn còn ở lại Volodymyr. Phó Thủ tướng Lawrence Wong, Hoàng Tuấn Tài sẽ kế nhiệm ông Lý Hiện Long để trở thành Thủ tướng thế hệ thứ tư của Singapore vào ngày 15 tháng 5 tới. Theo đài CNA, ông Lawrence Wong có cha là quản lý bán hàng và mẹ là giáo viên. Cha ông Wong sinh ra ở đảo Hải Nam Trung Quốc, đến Malaysia khi còn nhỏ trước khi chuyển đến Singapore để làm công việc bán hàng. Ông Wong sinh năm 1972, là cựu học sinh trường tiểu học Hai Boy, nơi mẹ ông dạy học. Ở tuổi thiếu niên, ông theo học tại trường trung học Tanjong Katong vì gần nhà. Ông Wong có bằng cử nhân và thạc sĩ kinh tế tại trường đại học Wisconsin-Madison, Mỹ. Ngoài công việc, ông được biết đến là một người yêu âm nhạc và chơi đàn guitar điêu luyện. Năm 2011, ông Wong, hiện bước qua tuổi 51, tham gia chính trường và được bầu làm thành viên Quốc hội. Ông được trao chức vụ chính trị đầu tiên 2 tuần sau cuộc bầu cử, với tư cách là Bộ trưởng Giáo dục và Quốc phòng. Những năm sau đó, ông Wong nắm giữ nhiều chức vụ. Tháng 4 2022, ông Wong được bổ nhiệm làm lãnh đạo nhóm thế hệ thứ tư của Pháp. 2 tháng sau, ông được thăng chức Phó Thủ tướng trong một cuộc cải tổ nội các khác, đồng thời vẫn nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Tài chính. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình, Mỹ Uyên, Quốc Thắng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.